chào các bạn ở video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hệ thống xử lý hóa đơn điện tử nibot thì cái hệ thống xử lý hóa đơn nibot này được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của các kế toán à, trong quá trình xử lý và nhập liệu hóa đơn thì khi mà mình sử dụng ứng dụng nibot thì nó sẽ có những cái ưu điểm nổi bật như sau thứ nhất nó sẽ hỗ trợ cho mình đồng bộ hóa đơn siêu nhanh và chính xác từ trang hóa đơn điện tử dựa trên api của tổng cục thuế thì khi nhập liệu thì mình có thể nhập nhầm số liệu nhưng mà khi mà mình đã lấy dữ liệu từ trang của thuế về thì cái dữ liệu nó sẽ chính xác và chi tiết theo từng hóa đơn. Nó sẽ hỗ trợ cho mình cái chế độ tự động đồng bộ hàng ngày để lấy hóa đơn đầu vào đầu ra. Thì khi mà mình vào ứng dụng Nibot thì nó đã có sẵn hóa đơn rồi. Thì mình sẽ kiểm tra một cách dễ dàng. Và để tiện lợi nhất đối với cái công việc của một kế toán thì ứng dụng đã liên kết trực tiếp dữ liệu với phần mềm kế toán Smart Pro nó sẽ hỗ trợ cho mình tính năng là gán mã hàng, mã tài khoản, mã đối tượng cũng như, như là loại chứng từ chi tiết giống như mình nhập liệu. Rồi thì ngoài ra thì ứng dụng cũng sẽ hỗ trợ cho mình kết xuất dữ liệu Excel đầy đủ bao gồm những cái sheet hóa đơn tổng quát, chi tiết, bảng kê mua vào bán ra và dựa trên những cái dữ liệu này mình có thể bổ sung vào các cái phần mềm kế toán, những như là phần mềm Smart Pro, phần mềm các cái phần mềm kế toán khác. Rồi À, hỗ trợ cho mình in ấn dữ liệu PDF hàng loạt để tối ưu cái chi phí in ấn bằng những cái mẫu hóa đơn rất là đơn giản nhưng mà đầy đủ các cái thông tin của trên tờ hóa đơn rồi để mình có thể in ra và kẹp lưu trữ chứng từ thì khi mà trước đây mình nhập hóa đơn thì nhiều nhiều khi mình không biết được cái rủi ro cái hóa đơn nó mình có thể gặp phải còn khi mà quản lý qua ứng dụng Libot thì mình sẽ biết được cái những cái hóa đơn nào có vấn đề sai tiền thuế sai tiền hàng hoặc là những cái tình trạng doanh nghiệp của nhà cung cấp đầu vào của mình là đang bỏ trốn hoặc là đang vi phạm nghĩa vụ về thuế để mình kiểm tra lại những hóa đơn đó và có hướng xử lý kịp thời rồi song song với đó thì trong trường hợp mà mình có cần đối chiếu dữ liệu hóa đơn để mình biết là mình đã kê khai đầy đủ hóa đơn hay không thì ứng dụng Libot cũng sẽ tạo ra một cái công cụ đối chiếu chéo dữ liệu với tổng cục thuế cũng giống như là cái bảng kê trên phần mềm kế toán hoặc là bảng kê trên các, các phần mềm hóa đơn điện tử của con doanh nghiệp đang sử dụng. Ngoài ra thì ứng dụng sẽ hỗ trợ cho mình lây đủ lưu trữ đầy đủ cái dữ liệu XML để hỗ trợ kế toán thuế sau này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào các các chi tiết các cái tính năng này để mình thấy được cái ứng dụng Libos sẽ hoạt động như thế nào. Rồi, Đầu tiên khi mà mình đăng nhập hoặc mua một cái tài khoản của công ty thì mình sẽ vào cái trang web là năng động.online. Mình nhập user và mật khẩu đăng nhập vào. Rồi, sau đó thì mình sẽ thể hiện cái gói hóa đơn ở trên này. Ví dụ trong trường hợp mà mình mới thì mình chưa có doanh nghiệp thì mình có thể tự động nhấn thêm doanh nghiệp ở đây. Rồi, đây là cái gói sử dụng hóa đơn và ngày đăng ký. Thì trong trường hợp này mình sẽ vào một cái công ty ban đầu là công ty năng động chẳng hạn thì mình sẽ tiến hành đồng bộ cái hóa đơn của một tháng là tháng 1 năm 2023 chẳng hạn thì mình sẽ chọn vào cái mục là đồng bộ hóa đơn trong mục đồng bộ hóa đơn này mình sẽ chọn thời gian mình có thể chọn tháng tuần hoặc là theo một quý nào đó chẳng hạn ví dụ trong trường hợp này mình lấy hóa đơn của tháng 1 chẳng hạn rồi ở cái chế độ đồng bộ mình có thể chọn đồng bộ đầu vào đầu ra hoặc cả đầu vào đầu ra thì mình sẽ lựa chọn ở bên dưới này và bên cạnh đó thì mình có thể hỗ trợ lưu trữ file XML để quyết toán thuế này, thuế sau này thì mình tích vào mục là đồng bộ luôn XML, sau đó mình sẽ tích vào cái tùy chọn đồng bộ. Thì mỗi lần cơ chế đồng bộ sẽ xử lý một lần là 35 hóa đơn nên mình sẽ đợi trong một khoảng thời gian ngắn thì ứng dụng sẽ tự động lấy toàn bộ cái hóa đơn từ trang tổng cục thuế về cho mình. Rồi, như vậy là ứng dụng sẽ thông báo cho mình là trong tháng 1 năm 2023 sẽ có tổng cộng là 16 hóa đơn mua vào và 86 hóa đơn bán ra. Thì ứng dụng sẽ tự động thông báo và tự động đồng bộ chi tiết cho mình. Rồi, ở cái màn hình ở bên phía tay phải các bạn có thể thấy được cái các cái mẫu hóa đơn, các cái ký hiệu hóa đơn, cục mẫu hóa đơn đã đồng bộ và kết quả đồng bộ hóa đơn về. Rồi, cái trạng thái hóa đơn này sẽ bao gồm cả hóa đơn có mã và hóa đơn không có mã của cơ quan thuế. Rồi, mình sẽ biết được tiến độ đồng bộ ở bên này luôn. Trong trường hợp mà mình muốn đồng bộ nhanh hơn để có xử lý hóa đơn mà chưa cần lưu trữ file XML thì mình không cần tích vào tùy chọn đồng bộ luôn file XML này thì cái thời gian đồng bộ nó sẽ là nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, thì như vậy là mình đã xử lý xong cái toàn bộ hóa đơn của tháng 1 năm 2023. Thì bây giờ mình sẽ quay về cái màn hình quản lý hóa đơn. Rồi, mình sẽ chọn tháng là tháng 1 chẳng hạn. Rồi, như vậy là mình sẽ chọn cái cơ chế này thì ứng dụng sẽ tẩy toàn bộ hóa đơn đầu vào cũng giống như hóa đơn bán ra. Này nó thể hiện chi tiết hóa đơn cho mình bao nhiêu hóa đơn. Rồi cái thứ hai là hỗ trợ cho mình thiết lập lịch đồng bộ hóa đơn đầu vào đầu ra theo nhu cầu. Thì ở cái màn hình quản lý hóa đơn ban đầu thì mình sẽ có vào mục lá cây bút này. Thì trong này mình có thể thiết lập lại là mình cập nhật lại mật khẩu hoặc là cái chế độ tự động đồng bộ đầu vào đầu ra hàng ngày cũng giống như là cái quy định cái giới hạn cái số lượng hóa đơn cho cái mã số thuế này là bao nhiêu. Cho đó thì mình nhấn phím lưu để cập nhật lại cái thông tin mình vừa khai báo. Thì với cái chế độ mình bật chế độ tự đồng đồng bộ đầu vào đầu ra như vậy thì hàng ngày thì ứng dụng NIBoss sẽ tự động lấy cái hóa đơn từ tăng thuế về cho mình và mình sẽ không phải làm lại cái thao tác là đồng bộ như vừa rồi. Thì cái thao tác đồng bộ vừa rồi thì mình chỉ áp dụng là trong trường hợp là mình mới cài ứng dụng lần đầu và mình tiến hành đồng bộ lại cho những cái khoảng thời gian trước đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào phần quản lý hóa đơn lúc nãy. Này, chọn tháng 1. Thì cái hệ thống ứng dụng Nibot này sẽ liên kết dữ liệu trực tiếp với phần mềm kế toán Smart Pro và cho mình thiết lập các cái việc gắn mã hàng, mã tài khoản, mã đối tượng. Thì trên ứng dụng Nibot nó sẽ có những cái sheet tương tự bên cạnh giống như là sheet hàng hóa, sheet quy đổi đơn vị tính, sheet mã hóa đối tượng phát nhân và những cái thiết để mình kiểm tra nhanh cái tình trạng doanh nghiệp. Rồi. Ở cái sheet hàng hóa này trước khi mà mình đẩy dữ liệu vào phần mềm kế toán để cái phần mềm kế toán hiểu được loại chứng từ cũng giống như là tài khoản nợ, tài khoản có và mã hàng thì mình có thể điền trực tiếp thông tin ở trên này. Ví dụ là 1561. Rồi mã hàng hóa. Rồi mình tiến hành nhấn lưu. Hoặc trong trường hợp mình có cái những cái tên dữ liệu này đã khớp với phần mềm kế toán rồi thì mình cũng có thể thực hiện thao tác là export cái dữ liệu này ra ngoài file Excel. Mình sẽ chọn một cái thư mục ở desktop chẳng hạn là dữ liệu import từ Nibot Rồi sau khi mình có dữ liệu import từ Nibot này thì mình có thể tiến hành mở cái file dữ liệu này lên và mình tiến hành mã hóa cái hệ thống liên quan đến mã hàng và mã tài khoản. Rồi ví dụ như vậy. Rồi sau khi mà mình liên quan được cái mã hóa mã hàng hóa và mã tài khoản này thì mình có thể tiến hành là đưa ngược lại vào ứng dụng thì trong trường hợp này cái hệ thống đã cho mình mã hóa tài khoản trong trường hợp mà cái này là tài khoản chi phí chẳng hạn thì mình cũng có thể tự động điền vào và cái mã hàng này mình có thể là là để chống thì ứng dụng sẽ hiểu cái này là chi phí rồi mình nhấn tiến hành lưu lại sau đó ở trên cái hệ thống mình sẽ chọn phím là xóa tất cả này để mình nhấn import dữ liệu từ cái file mình vừa kết xuất Rồi, thì như vậy là cái file kết xuất vào của mình nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin liên quan đến cái hóa đơn của mình Rồi. Rồi. Thì sau khi mà mình có cái đầy đủ dữ liệu này thì mình tiến hành vào các cái tab liên quan Nếu mà mình có sử dụng quy độ đơn vị tính thì mình cũng sẽ sử dụng trên này Ngoài ra cái ứng dụng cũng sẽ hỗ trợ cho mình là những cái tích để chọn cái hóa đơn dịch vụ trong trường hợp những cái hóa đơn này, những hóa đơn rất có nhiều cái mặt hàng chi tiết nhưng nó là chỉ là một cái hóa đơn dịch vụ á, thì mình chỉ cần tích vào là cái hóa đơn dịch vụ này thì ứng dụng cũng sẽ tự động hiểu cho mình là cái hóa đơn này thì đưa vào chi phí thôi chứ không có chi tiết mặt hàng. Hoặc mình có thể chọn ở bên tùy chọn bên tay trái này là tích vào những cái mã số thuế này, mình chọn vào tích vào mục chọn dòng. Sau đó mình chọn hàng loạt hóa đơn xong rồi mình sẽ chọn chế độ duyệt hàng loạt ở trên này và chọn những cái hóa đơn này là hóa đơn dịch vụ hay là mình có thể chọn cái trạng thái duyệt nội bộ để mình kiểm soát hóa đơn của mình. Rồi, sau khi mà mình đã tiến hành làm cái dữ liệu xong thì mình có thể nhấn trực tiếp để liên kết dữ liệu đồng bộ dữ liệu với phần mềm kế toán. Thì cái quy trình đồng bộ với phần mềm kế toán Smart Pro thì mình sẽ thông qua các thao tác là quản lý người dùng này. Thì trong quản lý người dùng này trong trường hợp mình mới cài ứng dụng Nibot thì nó sẽ có một cái nút là tạo uh, à, tạo token, tạo Nibot token thì mình nhấn tạo. Thì sau nó sẽ tạo ra cho mình một cái chuỗi là token này để liên kết với phần mềm kế toán Smart Pro. Thì ví dụ trong cái token này có chứa nhiều mã số thuế thì ứng dụng cũng sẽ tự động dò tương ứng mã số thuế và lấy dữ liệu cho mình nha. Thì thông đó thì mình sẽ nhấn copy cái token này. Sau đó mình sẽ tiến hành vào phần mềm kế toán. Thì trên phần mềm kế toán này nó sẽ có một cái công cụ là mã số thuế trong phần cài đặt thông số thì ứng dụng sẽ tự động dò mã số thuế này trong cái thúc cần mà mình sẽ khai báo. Thì cách khai báo như thế nào thì mình sẽ tiến hành làm như sau. Mình vào nhập phát sinh và chọn vào sổ chứng từ gốc. Trong phần sổ chứng từ gốc này mình sẽ chọn tab sheet là cái hóa đơn điện tử. Để sử dụng tính năng này thì các bạn phải nâng cấp phần mềm kế toán lên nha. Rồi, còn không thì đối với các phiên bản cũ thì các bạn có thể tiến hành kết xuất dữ liệu ra Excel và bổ sung vào thì cái đó mình sẽ nói ở phần sau. Rồi trong phần này mình sẽ chọn phần là lưu đi bot token. Thì trong này mình có cái chuỗi token đó mình sẽ dán vào trong phần này sau đó mình nhấn OK. Thì như vậy mình đã tiến hành liên kết cái dữ liệu giữa ứng dụng Libot và phần mềm kế toán thành công. Rồi, thì như vậy trên này thì ứng dụng sẽ tự động dựa vào phần cài đặt thông số để đọc cái mã số thuế này để lấy dữ liệu tương ứng với cái túc cần này. Có nghĩa là cái túc cần này là bao gồm là chứa cái túc cần cho tất cả các cái mã số thuế trong cái phần quản lý của mình. Và khi lấy dữ liệu vào thì ứng dụng sẽ dựa vào cái phần cài đặt thông số là cái mục ID 03 là mã số của doanh nghiệp để lấy dữ liệu. Rồi, sau khi mình khai báo xong thì mình sẽ vào nút là tải về. Trong tải về này mình sẽ lấy trực tiếp dữ liệu từ trang hóa đơn. Ví dụ trong trường hợp này mình sẽ lấy dữ liệu từ tháng 1 đi. 31 tháng 1 lúc nãy mình có đồng bộ về. Rồi tháng 1 hoặc là mình chọn tháng 1 ở đây. Hoặc mình đánh khoảng thời gian mình cần đồng bộ cũng được nha. Rồi sau đó mình nhấn trạng thái là tải hóa đơn. Thì như vậy là cái số lượng hóa đơn của mình ứng dụng sẽ tự động lấy về. Đây là hóa đơn đầu vào, mua vào, những cái chi tiết hóa đơn. Này. Sau khi mà mình lấy được cái dữ liệu này trong trường hợp mình có mã hóa mã tài khoản ứng dụng á thì trên cái ứng dụng phần mềm kế toán Smart mặc định cũng sẽ ra cái loại chứng từ tài khoản nợ và tài khoản có chi tiết cho mình luôn. Này, những cái thông tin này là tài khoản nợ, tài khoản có chi tiết. Rồi, sau đó thì mình có thể nhấn vào chế độ là lưu vào bảng cái dữ liệu trước khi mình đưa vào phần mềm kế toán rồi, ở trên này mình cũng có thể chọn một số liên quan đến trạng thái hóa đơn giống như là trạng thái duyệt trên ứng dụng Reboot Hoặc là những cái hóa đơn bị hủy, hóa đơn à, có vấn đề chẳng hạn Ví dụ chẳng hạn là mình chỉ lọc cái hóa đơn à, đã bị hủy chẳng hạn đi Thì khi mình nhấn tải hóa đơn thì có những hóa đơn nào bị hủy thì nó sẽ ứng dụng sẽ thể hiện cho đây Hoặc là mình chọn là, là toàn bộ hóa đơn, hóa đơn mới Rồi, hoặc là chọn hóa đơn... À, đã điều chỉnh chẳng hạn thì mình có thể dùng cái công cụ lọc ở trên này để mình lót cái dữ liệu ứng dụng Nibot luôn có nghĩa là cái ứng dụng Smart Pro đã liên kết hoàn toàn với cái ứng dụng Nibot nên dữ liệu trên ứng dụng Nibot ngoài mình kiểm tra trên Nibot thì khi mà mình đồng bộ vào cái phần mềm kế toán này mình cũng sẽ thấy được kết quả là như vậy rồi bây giờ mình sẽ chọn là trạng thái hóa đơn thì mình sẽ tải hết rồi sau đó thì mình sẽ chọn cái chế độ là ở dưới này mình cũng có thể dò số hóa đơn nha ví dụ mình muốn chọn số hóa đơn là 851 357 4 chẳng hạn. Rồi mình nhấn tải hóa đơn thì ứng dụng cũng sẽ tự động dò cho mình nếu mà cái trường hợp hóa đơn đó có chi tiết ở trên này nha. 851 mình copy số hóa đơn này đi. Số hóa đơn nha, mình chọn đúng cái cột nha, lúc lại mình chọn nhầm cột rồi nhấn tải hóa đơn. Thì ứng dụng nó sẽ tự động dò hóa đơn trên này cho mình. Đó. Thì sau khi mình tải hóa đơn sau thì mình có thể nhấn chế độ là lưu vào bảng. Rồi nó có cái chế độ là chỉ cập nhật những hóa đơn chưa có hoặc là xóa cái cũ đi và cập nhật mới thì trong trường hợp này nó cũng rất tiện ví dụ những liệu tháng trước mình đã có rồi bây giờ mình bổ sung vào mà mình không biết là nó có chưa hay không á thì mình chỉ chọn một là chỉ cập nhật những hóa đơn chưa có thì ứng dụng sẽ tự động ừ, trên smart pro nó sẽ tự động dò và lấy những hóa đơn còn thiếu thôi rồi sau này mình có thể nhấn cái bảng xem xem report ở đây thì ứng dụng sẽ tự động lấy các cái hóa đơn liên quan này mặc định tài khoản mặc định hàng hóa thì sau khi có cái dữ liệu này thì mình đã kiểm tra xong hoặc là mình có thể thực hiện các cái thao tác thay thế F8 ở trên phần mềm và sau đó mình nhấn bổ sung trực tiếp vào số chứng từ gốc này. Rồi, có dữ liệu của tháng 1 này xong mình nhấn cập nhật chẳng hạn. Rồi, cũng có hai chế độ là bổ sung những hóa đơn chưa có và xóa những hóa đơn cũ đi và cập nhật lại. Rồi, thì như vậy là khi mà mình bổ sung như vậy thì ứng dụng sẽ tự động đẩy vào sheet dữ liệu phần mềm thì ví dụ trong trường hợp mình đã có mã hóa mã hàng và tài khoản đầy đủ thì ứng dụng cũng sẽ tự động phân tích loại chứng từ tài khoản nợ tài khoản có chẳng hạn như cái trường hợp này ví dụ mình là cái phiếu rồi phiếu này thì nó sẽ có chi tiết các thông tin này và trên cái ứng dụng này cũng sẽ hỗ trợ cho mình cái công cụ là tạo lại bút toán giá vốn và thuế luôn thì khi mà mình đẩy dữ liệu vào thì mình chỉ tích vào cái mục là tạo lại bút toán giá vốn này mình chọn tháng 1 rồi hóa đơn thuế giá trị đầu ra đầu vào chẳng hạn thì mình có thể chọn đây và mình nhấn xử lý thì ứng dụng cũng sẽ tự động xử lý giống như là mình đang nhập liệu một cái chứng từ luôn Này, nó sẽ thể chi tiết cho mình những cái dòng liên quan dòng thuế hoặc là các bút toán thuế tạo ra tự động cho mình. Rồi, thì đó là cái phần liên kết nói là mình chỉ cần là khai các thuốc cần xong mình sẽ liên kết với dữ liệu của phần mềm kế toán rồi thứ hai nữa là ngoài cái việc liên kết dữ liệu với phần mềm kế toán Smart Pro trực tiếp thì ứng dụng cũng sẽ hỗ trợ cho mình kết xuất cái file Excel gồm hóa đơn tổng quát chi tiết cũng giống như là bạn kê mua vào bán ra để mình có thể bổ sung vào các phần mềm kế toán khác hoặc là để là lưu trữ hoặc là ra báo cáo nhanh trước khi mà mình kê khai vào cái báo cáo tài chính rồi, ví dụ chọn tháng 1 rồi, trong phần này mình sẽ chọn phần kết xuất Excel. Ở phần tải file Excel kết quả này. Ở phần file Excel kết quả này thì ứng dụng cũng sẽ thể hiện cho mình cái sheet đầu tiên là sheet hóa đơn tổng quát là bao gồm toàn bộ hóa đơn của doanh nghiệp mình. Sheet thứ hai là sheet dữ liệu để bổ sung vào phần mềm kế toán các bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu này để bổ sung vào phần mềm kế toán smart pro đang sử dụng cũng được hoặc là dựa thêm các trúc này để lấy lại copy vào các cái phần mềm kế toán à, khác thì đây là dữ liệu chi tiết của từng hóa đơn và sheet bảng kê mua vào chi tiết bảng kê mua vào cũng giống như là cái bảng kê không chịu thuế nó sẽ tạo ra cho mình thông tin chi tiết thì đây là những cái thông tin của một cái tờ hóa đơn đây, chi tiết. Thì ví dụ trong trường hợp mà một cái báo cáo một quý nào mình chưa có thời gian để nhập thì mình cũng có thể lấy cái số liệu này để mình lên cái à, hỗ trợ kê khai mình điền thông tin mà mình có thể kết xuất báo cáo của một quý bất kỳ. Rồi, à, trường hợp mà cái này trong trường hợp mình có nhu cầu lưu trữ chứng từ hóa đơn thì trên ứng dụng cũng sẽ cho mình một cái tùy chọn là mình có thể tích vào bên tay trái này mình có thể chọn tất cả hóa đơn. Rồi sau đó mình chọn vào tùy chọn là kết xuất mình có thể lưu trữ lại file XML hàng loạt hoặc là file PDF hoặc là hỗ trợ định dạng HTML Thì bây giờ ví dụ mình muốn lại tải những cái file hóa đơn này để mình lưu trữ uh, PDF chẳng hạn để kẹp vào chứng từ đi đó thì sau đó mình nhấn tải vào tải về thì ứng dụng sẽ tạo ra cho mình một cái file zip bao gồm tất cả các cái file PDF của cái mã số thuế mình đang sử dụng Rồi, ví dụ file này, mình sẽ dạy nén cái file này ra đây nhé. Rồi, thì khi mà mình có file này thì đây là những cái file PDF chi tiết từng hóa đơn đã được ứng dụng Libot tối ưu cái nhất để cho mình có thể lưu trữ và chứng từ. Đây là những cái thông tin chi tiết của tờ hóa đơn để mình có thể lưu lại, mình có thể in ra trực tiếp. Cái này là có bao nhiêu hóa đơn trong một quý, một tháng thì mình nhấn kết xuất ra một lần thôi. Rồi, thì cái việc này là hỗ trợ lưu trữ rất là tiện lợi. Bởi vì cái file PDF của nhà cung cấp hay là PDF mình in ra từ Nibot Nó đều không có cái tác dụng để quyết toán thuế mà dựa trên file gốc XML Nên những cái file này mình có thể hoàn toàn lưu trữ cái hồ sơ tại công ty được Rồi, thứ hai là cái tính năng này là mình sẽ tránh được cái rủi ro hóa đơn Thì giống như trong cái ứng dụng Nibot này nó sẽ có một cái tùy chọn sau khi mình tải hóa đơn của một tháng hoặc chọn một kỳ là một quý hoặc một năm trước chẳng hạn sau đó mình sẽ tích vào cái tính năng là kiểm tra tình trạng doanh nghiệp thì mình tích vào mục này thì ứng dụng sẽ tự động dò một cách tự động tất cả các cái hai hóa đơn đầu vào gồm những mã số thuế nào và những cái mã số thuế đó có vấn đề gì hay không thì ứng dụng cũng sẽ thông báo ở cái tình trạng ở bên này cho mình. Ví dụ, ứng dụng thông báo tình trạng là doanh nghiệp này đang vi phạm nghĩa vụ về thuế thì mình sẽ check cái cái doanh nghiệp đó hoặc là doanh nghiệp này đang trốn thuế hay gì đó thì mình sẽ dễ dàng biết được và dò ngược lại theo cái thông tin mã số thuế đó vào cái quản quản lý hóa đơn của mình. Đó. Thì trong trường hợp giống như lúc nãy mình có kết xuất ra Excel á, Dữ liệu có vấn đề gì Thì ứng dụng MiBot cũng sẽ tự động tạo ra cho mình Một cái sheet phân tích cái dữ liệu hóa đơn cần xem xét cho mình Thì còn trong trường hợp này mình đang làm công ty này Thì dữ liệu đó nó đã chính xác rồi Thì mình sẽ không cần chú ý đến phần đó nữa rồi thì ngoài ra hai cái ông cụ à, để mình đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hóa đơn thì cái ứng dụng libot cũng tạo ra một cái công cụ để cho mình tải bảng kê từ tổng cục thuế cũng giống như là cho mình tự động lấy một cái file bảng kê ở một cái ứng dụng khác để mình đối chiếu ứng dụng với libot Rồi, sau khi mình liên kết dữ liệu với tổng cục thuế thì mình nhấn tải bảng kê từ thuế về. Sau đó mình tiến hành lưu cái dữ liệu này. Và từ cái file dữ liệu mình vừa kết xuất về thì mình có thể dùng cái công cụ là đối chiếu chéo hóa đơn này. Thì mình có thể nhấn cái lấy cái file uh, Excel. Rồi, hoặc là mình có thể lấy một cái file dữ liệu bên ngoài, mình lấy các cái trường file Excel template này để mình tải về để mình bổ sung đối chiếu vào nha mình lấy cái file của các đòi ví dụ trong trường hợp này mình sẽ đối chiếu với tổng cục thuế chẳng hạn rồi thì như vậy là khi mà mình đối chiếu dữ liệu hóa đơn nó thông báo như vậy là cái dữ liệu của trên ứng dụng Nibot đã khớp hoàn toàn với dữ liệu của tổng cục thuế thì cái này mình có cũng có thể xem nhanh ở cái vấn đề này ví dụ mình xem vào cái hóa đơn đây là tổng cục thuế đây là bảng kê mua vào trên trang tổng cục thuế mình kết xuất ra thì kết xuất ra là số lượng hóa đơn này, từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 ở trên ứng dụng Nibot với trên cái ứng dụng của tổng cục thuế thì nó thể hiện ở đây cho mình là 16 hóa đơn và trên này cũng tương ứng là 16 hóa đơn mình có thể kiểm tra lại trong trường hợp mà mình thấy nó không có thông báo gì có nghĩa là dữ liệu đã khớp nhau thì nếu mà mình cần chắc chắn nữa thì mình có thể lấy một cái dữ liệu nguồn theo bảng kê của mình thống kê bên ngoài Rồi, thì cái dữ liệu của trên ứng dụng Nibot này sẽ hỗ trợ mình lưu trữ các file dữ liệu này trong vòng 10 năm để mình quyết toán thuế sau này. Mình có thể có lưu trữ các trường hợp này liên quan đến file PDF hoặc file XML này thì mình có thể lưu lại. À, khi mà mình nhấn kết xuất ra dữ liệu thì mình chọn dòng là kết xuất ra cái file là xml.zip để lưu trữ lại cũng được. Không thì mình cứ để trên cái ứng dụng này thì ứng dụng sẽ hỗ trợ cái nào mình cần thì mình kết xuất ra thôi. À, thì như vậy là qua khi mà mình sự theo cái nhu cầu thực tế của các cái kế toán đang sử dụng thì cái ứng dụng Libot đã đáp ứng đầy đủ những cái thông tin đó để cho cái công việc của kế toán mình được uh, xử lý một cách nhanh chóng và chính xác nhất thì uh, nếu mà các bạn quan tâm đến ứng dụng thì vui lòng liên hệ công ty uh, theo uh số điện thoại là 1900 636 507. để có các vấn đề cần thắc mắc thì mình có thể được tư vấn thêm hoặc là có nhu cầu đăng ký ứng dụng Nibot thì liên hệ phía công ty. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái ứng dụng Nibot.